dùng các dấu ăn nha các bạn. This is watermelon. Watermelon, right? Okay, yep. Cut it. Dùng các dấu ăn nha các bạn. This is watermelon. Okay. Watermelon, right? Okay, yep. To cut it. Mùa này là mùa sắp sửa tới mùa hè là mình ăn nha. Okay. Seedless này không có hộp đó các bạn. Ở đây là người ta bán dưa là nó không có hộp đó, các bạn thấy không? Ngon chưa? Không có hộp á. Rồi giờ hậu cắt ready. Ok, lower. Các bạn biết rằng là cái vỏ này nè, cái vỏ của dưa hấu này nè, nghĩa là các bạn nam mà yếu sinh lý đem này ra phơi ra qua một nắng là bắt đầu là sắc nhỏ ra, bào ra mỏng á, cái dầm rượu, dầm tí xíu rượu nếp, nếp than hay là nếp gì cũng được. Rồi các bạn nghĩa là uống thì như là sẽ cái đó sẽ đứng lên khoảng chừng 3-4 tiếng hồ. Too much, yeah. Too slow. Later you peel out the way one now. Ta-da! Sounds done.
Would... See you later. Bye. Thank you.